Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Và buổi trưa ngày hôm nay là ngày 19 tháng 6 thì Xuân Đỉnh lên một cái bản test của cái cặp loa Energy. Đây là một trong những cặp loa cây thiết kế rất là gọn gàng và xinh xắn. Loa thì hai bát 14 gân cao su màng carbon rất là bóng luôn và một tép đôm. Đấy. Nó có cái hậu rất là sâu, hậu sâu đến tận 30 cm. Cho nên là vừa rồi thì Xuân Đình có test nhạc rất là mộc mạc trên một chiếc điện thoại và một chiếc âm ly sơn xui. Thì quý vị muốn cảm nhận được cái tiếng bass nó xuống sâu đến mức nào thì quý vị có đeo tai phone cũng như chọn chế độ HD trên cái clip mà mình đang theo dõi. Cặp loa này thì nói thật với anh em là hôm trước Xuân Đình có đăng hai cặp, một cặp Energy và một cặp loa Anh. Thì cặp Modern Short thì hai cặp ấy đều bán hết rồi. Thì có rất là nhiều anh em bảo là muốn được thưởng thức cái chất âm của cặp Energy này. Tại sao mà giá nó lại rẻ như vậy? Giá thì chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng. Cặp này là cặp mới về quý vị nhé. Chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng cái chất âm của nó thì cực kỳ là hay. Ngỡ ngàng khi cảm nhận được đây nó chỉ là bass 14. Nhưng nếu như các bác đeo tai phone vào thì bác sẽ cảm nhận như bass 25 của Nhật đánh luôn. Thậm chí là cái tiếng bass của nó rất sâu. Âm vực của nó thì lan tỏa rất là rộng, chất âm của dòng này rất là hay. Thiết kế của cái cặp loa này thì khá là khủng và chi tiết. Sau đây thì Xuân Đình sẽ quay cho quý vị cận cảnh để quý vị ngắm cái cặp loa này. Tuy rằng nó đều là hàng cũ nhưng không phải là hàng mới tinh. Nhưng đây là những cặp loa gọi là còn khá là đẹp. Cấu hình của nó là hai bát 14, gân của nó là gân cao su cực kỳ là mềm. Đấy, màng carbon, anh em có thể thấy cái bóng của cái màng này. Đấy, rất là bóng. Loa thì còn nguyên zin tuyệt đối. Củ của nó là củ bọc nam châm kép 2 tầng, củ bọc chống từ rất là to, củ to gọi gần bằng mặt này luôn. Trên là nó mới ra được cái chất âm nội lực như vậy. Lỗ thông hơi phía đằng trước tem là nó là Energy. Dòng này thì được sản xuất tại Canada. Với cái tầm tiền chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng này thì Xuân Đình nói luôn là thách thức với tất cả những cái cặp loa với cái tầm tiền này. Để so sánh được cái chất âm thì đây là một trong những cặp loa rất đáng chơi. Hôm trước có bác thì đã thấy và các bác đã mua về cũng như bác có gọi điện phản hồi lại là cái cặp loa này tiếng rất là tốt. Hôm nay thì Xuân Đình lại về thêm cũng như test một cái đoạn nhạc mà nhạc sống không lời để cho quý vị cảm thấy được cái tiếng bass của những dòng này nó đánh tốt như thế nào. Cặp loa này thì nó có kích thước rất là gọn gàng và xinh xắn, nó có chiều cao là 80. Chiều ngang của nó là 10, 15 hay 16 và chiều sâu đến tận 30. Đấy, một cặp dáng cây màu đen rất là gọn gàng, rất phù hợp cho các bác nào mà bày ở trên các cái chung cư hay phòng khách mà cần diện tích nhỏ gọn thì những cái cặp loa này sẽ đáp ứng được cho các bác rất là tốt. Căng cước của nó thì nó là căng hai phần rời để lắp vào. Đấy, đây là phần E-căng, nó sẽ lắp rời như này. Căng thì đẹp xuất sắc rồi. Tép của nó là tép đôm. Dòng này thì cũng có khá là nhiều các bác bán ở trên mạng review về những cái dòng loa này. Thì cái cặp này nó có trở kháng là 8 ohm, công suất max của nó là 120W một loa. Đấy là cái thông tin thông số nhà mạng cũng như Xuân Đình đã check được. Đây là một dòng loa cây. Đây. Nó có tên là Energy XN25 Made in Canada, số series là 5315. Loa thì còn khá là đẹp, cặp loa này rất là nặng tại vì củ nó loa nó rất là to và cái cấu hình cũng như cái chất lượng của cái cặp loa này họ thiết kế cho nên là nó chịu đòn rất là tốt, tiếng rất là uy lực và đánh rất là hay. Mức giá thì chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng. Và đây là cái loa còn lại. Loa thì nguyên zin và còn khá là đẹp quý vị nhá. Mặc dù đây đều là loa cũ thôi, hậu của nó sâu đến tận 30. Đấy, gỗ thì rất là chắc chắn. Đây, Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho anh cả đằng trước đằng sau. Nó không có gọi là chảy xước, thì đây là gọi là dính bẩn này. Cũng có chảy xước theo thời gian chứ không phải là loa còn mới tinh. Cho nên là cái gì cái đồ nó là đồ cũ thì nó phải có gì đó nó phai màu một chút, cho nên là những cặp như này thì được gọi là đẹp. Chất âm rất là tuyệt vời.
Mức giá của nó thì chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng. Và hôm nay về duy nhất được có một cặp nữa thì bác nào hôm trước mà có chốt hụt của Xuân Đình thì hôm nay sẽ nhanh tay gọi điện trực tiếp cho Xuân Đình số điện thoại trên bài. Đó là 0395 727 582 và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Mặt hàng này thì đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Và những cái cặp này thì nó cũng không kén về âm ly. Các bác nào có những dòng âm ly của Sơn Xui hay những dòng của Pioneer, Đà Lồng thì đều đánh tốt những dòng lo cây này rồi. Vì những dòng này nó có trở kháng là 8 ôm thì nó khá là dễ ghép. Và cái chất lượng về âm thanh thì đảm bảo luôn quý vị là sẽ hay hơn cái tầm tiền quý vị bỏ ra rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.